Chào mừng cả nhà đến với video của em hôm nay cả nhà. Video hôm nay thì cũng là một cái trong cái giai đoạn mà mùa mưa, đầu mùa mưa, nhưng mà nó mưa dầm luôn nha cả nhà. Từ ngày 29 nay là năm Tây rồi, nhìn là nó mưa trời cả tuần lễ rồi. Thì nay trời nó sáng sáng em mới quay dành cho mình cái clip này. Cái clip này là do em bắt được con ốc ở trong vườn, nhưng mà nó bò lên lúc lên cái sạp vườn lan á chị, bò cao lắm. Thì em cũng nhớ đến chủ đề là phòng trừ ốc mà nên chia sẻ với anh chị em mình. Trừ ốc thì cơ bản nhiều anh chị em mình trồng lan á, hồi từ lúc trước tới giờ á, thì nhiều anh chị mình quan tâm đến con ốc nhỏ mà. Tức là con ốc mà buổi tối mình rọi đèn mình hay thấy trong cái rễ đi ra, nó ngồi nó đu cái đầu rễ nó cắn nó ăn á. Thì con ốc nó chỉ hại rễ thôi, khi mà rễ anh chị ra thì nó làm chột rễ, rồi bắt đầu anh chị mình chích rễ lại, cho nên là cây nó đứng cái đầu rễ ra xanh non ngon quá. Mà cái nguyên nhân có ốc là do mình tưới nước trễ quá anh chị. Buổi tối á thì con ốc nhỏ nó mới ra, còn nếu buổi tối buổi chậu lan mình nó khô, con ốc nó không ra ha, khô nó bọn nổi cái kiểu giống như vậy. Vậy thì còn con ốc ma này nè, con ốc mà em đang quay cho anh chị em thấy nè, đây là con ốc ma, đây là con ốc sên đó. Mà cái con này thì nó cân mọi giai đoạn luôn, tức là nó phát triển mọi giai đoạn, tức là nó bắt đầu nó ăn được cái lan á, thì nó không phải ăn rễ không đâu, nó ăn luôn cái mầm lan. Mà nếu có mầm lan mà nó già quá thì nó leo lên trên cái mầm, nó ăn luôn cái lá lan. Mà cái con ốc này là ốc trưởng thành nha, ốc bự nha. Còn con ốc mà thông thường, con ốc nó còn nhỏ thì nó chỉ bằng ngón tay thôi đó, thì nó vừa bằng được cái đít của nó thôi ha. Thì bắt đầu là nó đã quần rồi, nó đã ăn một lần rồi, cho nên rất còn nguy hiểm. Mà con này thì nó bò cao, cực kỳ cao luôn, có nhiều khi nó lên tới cái đầu vàng á, cái đầu của cái vườn lan mình mà ở trên nóc á, nó nằm một cục rồi đó, mưa cái nó xuống, hoặc là nó nằm ở dưới gốc lan á. Những cái chậu nào mà càng to ha, là con ốc này nó chui vô nó càng ở, tại vì nó có những cái lỗ hở á chị, nó núp vào đó. Tối cái bắt đầu có mưa dầm hoặc là trời tối cái nó bò ra nó ăn. Có nhiều như mình tưởng là bò cánh cứng, cái mình đi mua thuốc giùm xịt thuốc bọ bò trĩ hay là bò cánh cứng, như nhặt sành hay là mấy con bò cánh cứng mà cái cánh tròn tròn vậy ha, tự nó cắn. Không phải rồi đèn tối thấy con ốc nó, tại vì em bị rồi. Cái con này thời điểm mà dịch đỉnh điểm á, cao á, thì khoảng tầm một tháng mấy đến hai tháng em không có lên được cái vườn lan của mình á. Thì ôi trời ơi, khi mà em lên ha, mỗi một chậu như là 4-5 con mà nó chui vô mấy cái lỗ ở trong cái đít chậu á, nó nằm đâu á, nó ăn cái mầm cho ở luôn à, nó nằm ở dưới chậu vậy ha. Mà nó muốn ăn cái lá lan mình không còn cái gì hết, khi cái lan mình nó bị ăn ủng lỗ á, nắng xuống thì cái cây nó không có phân á, thì nó tự nó liền vết thương còn đỡ ha. Còn nếu mà anh chị mình nó ăn ủng lỗ mình tưới phân một cái nữa là nó thúi thôi, trời ơi luôn gặp mưa dầm nó coi như vườn mình banh luôn. Thì em bị cái trường hợp đó nha cả nhà, nó thì chia sẻ anh chị em mình. Trên thị trường thì thuốc ốc thì cũng có cơ bản, hồi trước em có làm một cái clip á, là chia sẻ về cái thuốc ốc, nhưng mà mình xài theo cái kiểu là mình sử dụng cái vỏ bầu, vỏ bí hay vỏ dưa leo mình ngâm rồi mình đặt lên chậu, thì thích hợp anh chị em mình xài hàng va ha. Em thí dụ nha, nếu như cái cây hàng va mà đây là cái cây đại dạng xưa của em nè đó, nếu mà cây hàng va mà gặp con ốc này ha, anh chị mình chích được cái mầm mình mừng muốn chết, ra được cái mầm, giữ được cái mầm là ngon rồi. Nó leo lên nó làm ngang một cái màu thôi là xong, mất mấy mất hết mấy củ đó. Thì chia sẻ đến chị em mình tham khảo, khi mình ví dụ như có những cái kinh nghiệm chăm vườn thì có thể để ý xem cái vườn mình nó gặp trường hợp nào thì mình xử lý. Rồi trên thị trường thì bây giờ nó có một cái loại thuốc ốc rất là hay nha cả nhà, tức là mình chỉ cần dùng 1 gram thôi, mình rải xung quanh gốc luôn, không hại rễ và cũng không có thu đồ để cây ha, và cũng không có bị ảnh hưởng gì cây hết á. Nhưng mà ốc thì nó bò lên ăn, nó liếm trúng thì nó sẽ té, thì cơ bản nó vậy ha. Thì cái cách hoạt động của cái thuốc ốc đó như vậy, em sẽ để cái nhãn ở trên video. Còn nếu mà anh chị mình lỡ gặp trường hợp mà
mà con ốc nó ăn lủng lá như thế này nè, thì mà mùa gặp trời mưa nữa thì cả nhà mình nên phun thuốc nấm ha. Thì trên thị trường nó có đi than mà 45, hoặc là có cái thằng Antacon anh chị ha, hoặc là mang cô dép anh chị mình phun mình ngừa đó, thì anh chị mình có thể sử dụng một số cái thuốc trị nấm để mình phòng trừ, chứ mình không phun phân. Nếu mà đẹp lủng lá phun phân là lây bệnh nha, thú nhũng này rồi rớt lá tùm lum hết á. Thì con ốc này là đại dịch, nó có một con mình, tức là vườn mình có xuất hiện rất là nhiều, cho nên giờ mình để ý ha, bắt mình phải bắt nó thôi, nhưng mà nó đẻ dữ lắm nha cả nhà, cái con này nó đẻ dữ lắm. Rồi để cho anh chị em mình tham khảo, cái con ốc này nó hoạt động thì về đêm thôi, nhưng mà ban ngày mưa dầm thì nó vẫn lên nha anh chị nào để ý, ban ngày mưa nhiều nó cũng xuất hiện luôn, nhưng mà nó ăn chín là ăn đêm, mà nó ăn rất là nhanh, mà nó đi nó trốn rất là kỹ, cho nên chị em mình quan sát để ý ha. À, thì đây em giới thiệu anh chị em mình cái cách ngừa ốc, trị ốc. Thì trên thị trường nó có một cái sản phẩm rải, thì anh chị mình có thể tham khảo và áp dụng rất là hiệu quả luôn. Rồi cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà mình một ngày thật là nhiều sức khỏe ha. Thì xin phép cả nhà mình em dừng video tại đây, hẹn cả nhà mình video sau anh chị.